Bạn thân mến, đây là thùng xà lách xoăn giống Italia. Đấy, chịu nhiệt, cây to thì thực ra nói là chịu nhiệt nhưng nó không thể chịu nhiệt được đâu, hoàn toàn đâu, vì lá nó rất là mỏng. Cái đặc tính của cái xà lách như vậy là cái ngày gieo ngày 4 tháng 11 và lúc 9 giờ sáng. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta tưới ấy, này thì cái những một số cái cây vì nó rất là mảnh nên nó bị dập xuống. Nên cái loại cải này nó sẽ không thể gieo dày được, đúng không? Nó dập xuống này, nó bị đè xuống mặt đất và nó sẽ bị bết xuống, không thể lại nổi lên được, nó chết. Đấy, nó bị thối giữa, bị thối, đúng không? Còn lại những cây mà nó chúng ta tưới mà nó không bị ảnh hưởng ấy thì bắt đầu nó lên như này. Đấy, và nó hình thành rõ ràng là một cây xà lách xoăn nhá. Thân cao nhưng mà lá của nó là các bạn lưu ý này, trồng cái này rất khó. Lá của nó rất mảnh, đúng không? Lá của nó mảnh đến nỗi mà nếu ánh nắng mặt trời chiếu vào nó có thể cháy lá nếu mà cường độ ánh nắng mặt trời cao. Cho nên là đối với những cái này chúng ta chỉ trồng ở chế độ bán dâm thôi. Đúng không? Tức là một nửa dâm. Đấy. Ok. Như vậy nó đã được là thành một cái cây như này và thân nó cao là khoảng độ 5 đến 6 cm, đúng không? Mỗi cây thì xuất hiện 2 3 lá đến 4 lá. Đúng không? Đấy. Ở cái giai đoạn là 10,5 ngày tuổi nhá. Đấy, thì khi nào chúng ta thu hoạch được, chúng ta có thể thu hoạch ngay bây giờ. Nó gọi là cải xà lách xoăn baby. Hoặc là chúng ta chờ 10 ngày nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thu hoạch được. 9 ngày nữa cũng được. Đúng không? 9-10 ngày nữa nhé. Ok anh em.